Bé hết pin tắt luôn rồi. Hả? Còn nguyên. Không pin hết rồi. Tình lâm chân không có không biết. Uống lùa xưa chứ. Tắt mình thôi. Nhưng thưa các quý vị, đâu có cầu mong cái gì đó. Ông Thánh ông dạy mình là sanh thuận tử, tử an. Sống đừng có rắc rối. Thì đi nó nhẹ, nhẹ nhàng. Còn sống thường ngày cái gì mình cũng bắt bẻ mắt mỏ hết. Thì ra đi nó phải gặp ghề. Quý vị không biết quý vị 9 giờ tối đài VTC7 quý vị có coi cái bộ phim mà Để Mướn của Ấn Độ không? Quý vị biết không, sanh nguồn cái gia tộc đó, trai thì đang sinh mà gái thì gái đẹp, trong gia đình không có ai chín mọi cái xóm gì hết. À, nhưng đặc biệt là chồng bà là trong phim nó không có chiếu, mà nó chỉ chiếu bả với hai đứa con gái. Thưa với quý vị là nhìn vô cái bà dâu này, cái bà dâu thứ năm này, thưa với quý vị, con người nó đã xấu rồi mà bụng dạ nó không xấu nữa. Cho nên thưa với quý vị, sanh ra hai đứa con không xấu quá à, không giống như cái tánh tình của mình, vóc dáng của mình.
Cho nên đọc sâu vào trong cái kinh Phật là mình mới thấy là tướng tự tâm sanh. Tướng tự tâm sanh. Cái tướng là do cái tâm của con người mà nó có, mà nó kết thành. Cho nên từ cái chỗ đó anh dễ dồn lắm. Người nào là cái tâm như thế nào là nó hiện cái khuôn mặt, cái vóc dáng, cái hình hài ra người đó. Quý vị hiểu không? Đó, thế thì Phật tánh là gì? Tức là cái tánh biết của mỗi con người. Ở đây là sư chỉ nói, vì cái thời gian nó không có, sư chỉ nói cái giới hạn trong loài người của chúng ta thôi. Trong cái cách xử sự của mình, làm sao nỗ lực cân bằng giữa cái đời sống cảm thọ và cái thế giới của tâm linh. Nếu thường ngày mà chúng ta sống trong cái đời sống cảm thọ, tức là cảm thọ là gì? Là cái sự chi phối của buồn giận mừng vui thương các mối, là thất tình. Và cái mà có lý trí phán xét nên hay không nên, thì hai cái lĩnh vực này, nếu mà con người sống bằng cái bản năng thì nó là khác, mà con người sống bằng lý trí thì nó là khác. Các con người sống theo bản năng tức là thú tính, mà người sống có lý trí tức là ít ra thì con người cũng hiểu biết, là cũng có một cái là mình có cái lý trí, mình có bản năng, có sự hiểu biết, nó khác hơn nhiều thôi. Đó, cho nên cần phải xây dựng, cần phải có phương án tu tập làm sao để cho cái tánh biết của mình. Họ làm nhà trọ dần dần. Cái hồi xưa con đường vô đây nó dễ thương, một bên thì cái mương lớn, một bên thì rụng không. Từ ngoài đó vô đây có hai cái nhà. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có con đường nhỏ chạy lang thang, có hàng cây gợi hồng sông núi, yên lặng chùa tôi ngập nắng vàng. Hai quý vị, các Phật tử về dòng vệ sinh quét tước có thuộc vào ta đâu, thuộc sự chết gì này không có. Vì chùa là những hình ảnh của ngôi chùa là nó gắn liền, sao thuộc sự chết gì này. Nhớ làm sao những buổi chiều lời kinh giải thoát vọng cao siêu, đến ngôi chùa cũ ngày hai buổi, 14:30 mỗi tối ngày. Tức là cứ vào những cái buổi tối sám hối là mình nghe vọng về những cái tiếng chuông. Cho nên cái hình ảnh của ngôi chùa tức là nó quan trọng, chứ không phải không. Rồi cái thứ hai mình tìm thầy. Thưa quý vị, ông có hai cái điểm mà là thầy mình. Một là ông có một cái đời sống đi đứng nằm ngồi có oai nghi, có nghĩa là ông có cái phạm hạnh. Ông thầy ông có phạm hạnh, ông có cái oai nghi, cái đức tướng đó. Cái thứ hai là nó cần hơn nữa, đó là cái trí tuệ. Hai cái này nó hòa nguyện với nhau cái gì, cho nên mình đi tìm ông thầy. Thưa với quý vị, nhà sư lên đảnh lễ Đức Phật, cái nhà sư thưa với Đức Phật như thầy: thầy sau này cũng sanh ra con giống như thầy, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hiểu không quý vị? Rồi nói: thầy, bất cứ con tái sanh ở cõi nào, xin thầy nâng đỡ và giúp cho con có được trí tuệ. Thấy không quý vị? Cái thứ nhất là có hảo tướng, cái thứ hai là có trí tuệ, và cái thứ ba là cho con đủ phương tiện. Là gì quý vị không? Hả? Bác sống mãi trong sự nghiệp của chúng hay chúng ta là phải có bác hộ, phải có tiền,
chứ mà sanh ra không có tiền làm gì, nó dốc. Cho có đủ phương tiện, mình muốn bố thí là có tiền để bố thí. Quý vị hiểu không? Muốn cắt nhà thì mình cắt. Muốn làm cái gì, tức là mình có điều kiện làm tới. Thưa quý vị nhà sư á, sau khi ổn định được cái ngôi chùa, đó là từ 2003 đến 2008 Thanh Thành 5 năm. Thì trong thời gian này thưa quý vị, nhà sư đã nuôi cha, nuôi mẹ và đưa cha mẹ trở về với thiên cổ. Nhà sư đưa thầy của nhà sư về thiên cổ. Cùng một lúc là hoàn tất được ngôi chùa. Hoàn tất ngôi chùa xong thưa với quý vị, có mấy tháng sau là tháng 8 năm 2008 là nhà sư lâm những cái bệnh về nghiệp, là bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch vân vân, biết đến hôm nay là 12 năm. Cho nên nhà sư không có dính bệnh, không có dính mắc gì. Trong hiện kiếp mà những người mà nhà sư thọ cái ơn lớn là sanh dưỡng và giáo dưỡng, là nhà sư đã xong hết. Về đứng làm lễ hết, thầy cũng vậy, cha cũng vậy, mẹ cũng vậy, thì về đứng làm lễ. Đến tháng 7 năm 2008 là nhà sư lâm bệnh. Và buổi sáng đó là cái ngày 12 tháng 7 là nhà sư chuẩn bị đi tứ tăng ở trung tâm. Thì buổi sáng đó là nhà sư đường lên tới 350 bị hôn mê. Và bắt đầu từ đó là bệnh tiểu đường. Đi tha phương, không chỗ nào mà từ đây đến các tỉnh, đến thành phố, đến Sài Gòn thành phố, đến các tỉnh lân cận ở đây, có thể nói là từ Đà Nẵng vô đây không chỗ nào con lấy. Nhưng biết cái nhân duyên sao mà con tiếp xúc rất nhiều. Năm nay con 40 mấy tuổi rồi mà con không gặp được bạn đời. Như vậy hồi nào cũng gặp bạn đời. Hồi nào con mới gặp được người bạn đời. Nhưng thưa với các Phật tử là đứng sau lưng thì dòm cô ta như một cô gái thùy mị 18, nhưng mà nhìn trước mặt rồi giống bà ngoại. Là nhà sư nói vừa nói thật mà vừa nói chơi là trả lời, chứ không nói thật được. Nhưng thưa với các Phật tử là cô ta có một cái dốc cao ráo, thân hình bốn cái tướng kỵ của con người: nhất lé, nhì lùng, tam hô. Cô ta trên khuôn mặt dễ thương cô ta là hô tứ súng, tức là cô bị cái miệng hô. Nhưng cô nói với nhà sư đi đâu, con mặc đồ gì ai cũng khen con là có cái dáng như mấy người mẫu dễ thương, sao mà con không có gặp người bạn đời. Nhưng bây giờ mình cũng thầy, mình dám trả lời thẳng với cô ta là miệng cô ta hô không? Không khó, cái này thầy trò mình nói thẳng mà. Bốn cái tốt kỵ. Cô ta thường nghe người ta nói là cái dáng cô ta như người mẫu ấy. Cho nên ăn rồi. Tâm không thì vạn sự đều không, mà tâm chân thì vạn pháp thảy đồng quy chân. Học đòi phải bậc thánh nhân, phải tự phải trừ tâm vọng mới quần bổn nguyên. Vọng tâm là ý tư riêng, tức là những cái suy tư riêng của ý thức mình, là cái ích kỷ.
thầy tổ ông gần gũi tái sanh, ông dạy dỗ mình những cái câu nói bất hủ hay là ở chỗ đó. Đó, cho nên á, các Phật tử hiểu rằng thiên tánh là cái tánh của phần thiên, cái tánh đúc kết bởi cái quá trình công đức mà mình lớn lên và tái sanh ở nhiều cõi. Thứ hai là Phật tánh của cõi trần gọi là phàm tánh. Phàm tánh nói ngược lại là cái tánh phàm, cái tánh phàm phu chi phối. Nói đến cái cõi trần này, thưa với quý vị, không có người nào thật đó. Vợ chồng có thật không? Cha mẹ với con cái có thật không? Thấy không? Nếu mà mình nói không tin á, là mình quơ đũa cả nắm. Còn nếu mà nói tin á, tức là có chừng bị hỏng giờ. Quý vị hiểu không? Cho nên ở một mức độ nào để mình dung hòa sống chung, đó là cái khôn, là cái Phật tánh. Chứ mà căng ra giống như nhà sư thôi, thưa với quý vị, đâu có ai ở được. Đức Phật khi xưa Ngài còn vị Thái tử đó quý vị, cái sức mạnh vô song, tức là cái mạnh phi thường của Ngài, mà cái cây song thọ, tức là cái cây mà cả hai ba ngựa ôm như vậy, nó mọc song song với nhau đi. Để Bà Đạt Đa và những cái vị hoàng tử Anan, Ananda này kia dùng á, những cái dao chém 23 nhát cũng gà. Còn khi mà Ngài ra thi để mà lấy được công chúa Yayurada thì Đức Phật á, khi còn là một vị thái tử, Ngài chỉ dùng một nhát một đi ngang qua thôi. Ngang đến cái mức độ mà mình không tưởng tượng được, một cái lưỡi dao mà nó đi ngang giống như một sợi tóc mà nó cắt hai cái cây sông thọ đó, đến nỗi mà thăng bằng đến nỗi mà bên kia địch thủ nó vỗ tay nó không ngã. Nhưng rồi một cái luồng gió thổi từ xa nhẹ là cái cây nó ngã, mà khi ngã rồi lật lên thì nó thăng bằng đến cái mức độ nó không chinh ngã được. Khiếp không quý vị? Có phải nghe bác Võ Đình Cường bác viết quá lắm, nhân cách quá lắm, cái sức mạnh phi thường của một vị Phật hay không? Nhưng bác diễn tả trong cái quyển Ánh Đạo Vàng là như vậy. Hay là Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh, Ngài nói trong cái quyển mà Mây Trắng Cuộc Đời của Đức Phật cũng na ná như vậy, nhưng có hơi thật hơn bác Võ Đình Cường. Nhưng thưa với quý vị, người nào cũng cái trái tim bên trái, trái là tả là tà, không chánh. Chỉ có Chúa Giêsu, chỉ có Đức Mẹ Maria mới là cái trái tim giữa lòng người, mới có thể có một sự cân bằng trong cái đời sống vật chất và tâm linh. Còn của chúng ta là nằm bên tay trái, khoái lên cái gì cũng được, không khoái rồi thì đạp bỏ. Đó, cho nên trong cái bài kệ ngôn của tổ sư mình đang quán, khi mà mình tham rồi là cái gì cũng muốn, mà khi không tham rồi thì mình bị vứt bỏ. Đó, càng thâu càng đắm, càng làm càng sai, tiếc cho tháng rộng năm dài, chung vui quan phí về tay thằng tiền. Ở trên đời này, thưa với quý vị, chỉ có tiền và tình, tình và tiền, hai cái này mà con người lừa đảo với nhau, có hai cái thôi lừa đảo với nhau. Thầy giết trò, trò giết thầy, cha giết con giết cha, vân vân, mọi những cái sự xáo trộn lũng đoạn cái này luân lý
là do hai chữ tình tiền. Thưa với quý vị, người nào trên đời này mà không bị hai cái này nó gây áp lực ấy, thì thưa với quý vị, những người này họ không làm sai được. Tại vì ai lấy tiền, lấy tình mà mua chuộc họ được, cho nên họ đâu có làm chặt được. Chỉ có những người quy lị trước tiền bạc và quy lị say đắm trong tình đó, mới có thể bị mua chuộc. Chứ người mà họ đã làm chủ được tình và tiền rồi thì không có cái gì quan trọng cả, không có gì mà làm cho họ phải bị trở ngại. Cho nên á, người trần đời mà quý vị, hai cái tình là tiền, hai cái này nó nặng ghê đối với họ. Như tôi đã nói với quý vị ở bài trước, nếu chọn nơi thích hợp để tu học thì quả trần là cái quả phù hợp nhất. Vì nơi này nghiệp gặp đâu. Nghiệp thì dễ tạo mà phước không có khó gặp đâu. Cho nên muốn tu là ở cõi trần. Ở cõi trần. Sư có nói với quý vị mấy cái khóa học trước đó. Hai người khóa sinh, cái lớp mà nghỉ dễ lao á, nói chuyện với nhau. Cái bà mà có chồng á, bà nói với cái bà không chồng về, nói chị khỏe, sáng bắt đầu thầy chị thức dậy, rửa mặt đánh răng thay đồ, chị đi đến chùa, không có vướng bận gì hết. Còn em sáng 5 giờ em phải dậy. À, nào là chồng keo, nào là con hố, nào là heo keo, nào là gà vịt đòi. Nói chung em phải tắt bật, làm xong cái nghĩa vụ rồi em mới được đi. Cho nên chị biết không, đi xong rồi về chiều là phải rửa chén, quét nhà, phải giặt đồ, làm đủ chuyện ở thân em. Khổ ghê, biết hồi đó mà sống như chị cũng khỏe. Nghe cái bà có gia đình, bà tâm sự vậy, quý vị thấy sao? Tại vì đồ ăn trường ai có quá cầu mới hay. Phải thức khuya dậy sớm, về mệt muốn chết, muốn chồng khỏi có cằn nhằn đến chùa, khỏi có chữ ông sư vân vân, tức là phải làm từ A đến Z, 9-10 giờ mới đi tắm. Cho nên phải ráng. Cho nên than với cái bà không có chồng. Có trời ơi em khổ muốn chết. Thưa với quý vị, cái bà mà không chồng mà ngồi mà nghe, bà nói là như vậy, em tưởng đâu chị cũng khỏe, thấy chồng chị sáng thấy đưa rước, rồi con chị cũng ngoan quá mà, tưởng đâu chị hạnh phúc lắm. Rồi đến cái bà mà không chồng, bà nói chị không biết đó chứ, em cũng khổ tâm đó. Trước khi đi phải đóng cửa rồi, phải dọn dẹp, không có ai coi nó. Có bữa đi viện còn, có bữa đi viện dọn sạch bách hết trơn, có em làm nữa, cũng lâu. Rồi chị biết không, có những bữa mà không có đi dài, có những bữa mà em không đi bán. Trời nó mưa phùn, dễ ngồi xong cửa em dồn ra thấy nó buồn. Người ta có đâu có lứa người ta đi coi vui vẻ, còn em chấm quách ngồi chịu quen thấy cũng khổ tâm, có đêm không ngủ được gì à. Cái bà không chồng mà nói gì? Có chồng thì măng gông vô cổ, không chồng thì như khúc gỗ trói ở sông. Thế thì bây giờ nên có chồng hay không nên có chồng? Đó thì thưa với các Phật tử rằng cái vấn đề khổ nó không nằm ở chồng hay là ở vợ. Đó rồi từ cái chỗ đó mà cái ông ở trên cái thà ông xuống nói với sư là ông nói sợ sống như sư bây giờ cũng khỏe, tôi còn lặng mặn,
tại vì vợ con này kia, chứ không có vợ con tôi cũng khỏe. Thưa với các Phật tử, nhà sư nói với ông đó, hồi đó ông không yêu người ta sao mà người ta vì ở với ông để sanh con để cái, tại ông yêu mà nó sanh ra gì, tức là do lòng tham của con người. Tham cái gì quý vị? Tham tình, tham sắc, hiểu không quý vị? Rồi có tình có sắc rồi thì hiển nhiên nó phải tham, tham tiền, từ đó nó để. Cho nên con người mà hiểu biết thì người ta không khổ, còn người đời không hiểu biết cho nên khổ. Nhưng khổ nằm ở đâu? Khổ là người ta không biết được rằng ở trên đời này bản chất của một con người khi mà khổ là cái lòng tham tiền và tình không đái, họ bị khổ. Họ tham nhưng họ tham không đái. Bây giờ cỡ ông thiện gì chồng của ông Thiện Hiếu này sáu mấy tuổi rồi, cái bắt đầu đi nhậu bạn bè xa đã nói ông làm gì bữa nay cho ông, tôi thấy mấy bữa nay làm đi trễ, bữa nào ông cũng về trễ nè, trễ gì nữa, sáu mấy tuổi rồi trễ gì nữa, đi đâu bà nào mà hốt ông đâu sợ, hiểu không quý vị? Đó cho nên mình phải dừng, biết dừng lại, biết dùng những cái ngôn ngữ nào cho nó thích hợp để mình sử dụng khi tiền và tình mà mình muốn gây gỗ cho nhau. Đó cho nên thưa quý vị, khó lắm. Người chồng họ là cái thùng thiết lũng không đáy, cho nên không bao giờ đủ với họ về tình và tiền đâu. Quý vị hiểu như vậy là quý vị sống khỏe thôi. Chỉ có những người không hiểu mà đòi hỏi nhiều quá, đòi hỏi ít thì bớt khổ, mà đòi hỏi nhiều quá thì càng nhiều là càng khổ. Đó là chuyện dĩ nhiên thôi. Cho nên cái biết của người đời là cái biết nó bị dính mắc, bị trói buộc lầm dần bởi tình và tiền. Do đó Phật tánh cũng rất dễ gặp mà cũng thật khó có, nên việc tác tạo để nuôi dưỡng Phật tánh là rất khó. Và muốn đẩy trần tánh ra để gom nhặt Phật tánh vào lại là càng khó hơn. Tôi mong quý vị hãy chọn cho mình một môn phái phù hợp với thiên thích của mình ở trần, từ đó mới có điểm tựa để tác tạo Phật tánh mà không phải bị trần tánh lấn nhiễm. Đó, cho nên mình tu tập làm sao đó mà luôn luôn bên canh cánh bên lòng của mình là phải ý thức, phải sống trong chánh niệm. Quý vị biết không, bây giờ có hai vị cùng nhận sứ mạng phàm trần, một vị là phần thánh, một vị là phần Phật. Nhưng khi hoàn tất sứ mạng căn lại thì vị phần thánh còn nguyên, vị thành thánh phần luôn luôn bên mình đều có câu nhắc nhở lại Chúa tôi, còn vị phần Phật thì ngược lại. Vì thế tôi luôn mong rằng quý vị hành mạng ở cõi trần nên tự nhắc nhở mình bằng pháp tự tại, gặp bất cứ rắc rối gì nên mô Phật. Thì thưa với các Phật tử là ở đây các đấng ân sư dạy cho mình cái phương pháp đó, luôn luôn lúc nào cũng sống tỉnh giác. Đó, tỉnh có nghĩa là không mê, đó, giác có nghĩa là đó, là không có. Đó, tỉnh là không có ngủ, mà giác không có mê, tức là không có bị mê ngủ. Ở đây mê ngủ có nghĩa là không bị nhiễm, không bị vô minh che lấp. Tỉnh giác đây là biểu mình luôn luôn lúc nào cũng trực giác nhận diện được những cái sự thật trong chánh niệm, thì quý vị có cái khả năng tiến hóa. Còn không thì thôi. Thì thôi, thưa với quý vị là bây giờ tạm dời cái Phật tánh lại cái phần này ở buổi chiều để nhà sư giảng luôn.
những lời cho quý vị trong ngày này. Thì hôm nay buổi sáng chúng ta học về cái thiên tánh và phàm tánh. Thì thường thường sư thường nói với các Phật tử đó, cái người phàm là cái người mà mở miệng ra là cái miệng ăn mắm ăn muối, nói cái chuyện không chuẩn mực, nó nói cái gì nó cũng vậy, là do cái tự ngã là cái ta nó quá lớn. Cho nên nó từ chỗ đó thì thưa với quý vị là khó mà có thể tu tập chỉnh sửa được. Người Nhật á, nó hay có một cái là quý vị thấy cái cách mà người Nhật họ lên trước đại chúng à, lên là học cuối. Cho nên có Nhật nó có cái câu cha ca dao, hễ cái hộp lúa lép á, là nó chỉ thiên, cái hộp lúa lép á, là nó chỉ trời, mà cái hộp lúa mà nó đặt á, là nó đục đào vô mở ngoặt. Trên đời này không có ai thua suốt, mà chỉ có những người tự cho mình là bậc thông minh giỏi giáng, người đó mới là người thất bại. Thấy không quý vị? Người Nhật hay không? À, trên đời này không có ai thua ai. À, nhưng sở dĩ mà mình thua là tại vì mình nghĩ mình giỏi hơn người ta, mình thông minh hơn người ta, cái gì mình cũng biết hơn người ta, cho nên mình bị thất bại. Nếu mà các Phật tử chịu khó hạ mình như người Nhật thì thưa với quý vị, tức là mình sẽ xây dựng một đất nước nó được hoàn thiện. Quý vị nhớ sau Đệ Nhị Thế Chiến, hai cái thành phố Hiroshima và Nagasaki là bị Mỹ nó săn bắn, Nhật nó đào hại vô điều kiện. Vậy đó mà 50 năm sau, Nhật nó trở thành cái nước thứ hai giàu nhất trên thế giới. Khiếp không quý vị? Giàu nhất thế giới. Khi còn phục vụ cho cái quân đội đồng minh, đó, người Nhật á, phải hy sinh 50.000 người đồng bào để cho quân đội đồng minh giải quyết về vấn đề sinh lý. Trong thời gian đó cũng chọn giống để nuôi dưỡng cho người Nhật lớn. Nhưng khi mà đất nước Nhật nó đã ổn định cái tổ chức về mặt hành chính, và đồng thời nó xây dựng được cái vấn đề cơ chế và kinh tế, thì sau 50 năm xây dựng, thưa quý vị, trên đất nước Nhật không còn gái điếm hay không? Thấy không quý vị? Đó là một đất nước kỳ diệu. Và những cái này là thưa quý vị mình học hỏi. Hồi mà ví dụ chẳng hạn đó, đời sống của chùa mình còn khó khăn, mình phải đuột mưa tránh nắng. Nhưng bây giờ phòng ấp nhà cửa mình ở láng con, đi lầu nữa chứ, mới đã. Tại sao mình không tu được? Tại sao mình không tu được? Thấy không các Phật tử? Tại sao? Tại sao? Cái đó mình phải tự hỏi với lòng mình. Rồi bắt đầu mình tu rồi mình tiếp tục, mình đến vô hỏi tại sao mình tu mà gia đình mình không hạnh phúc, tại sao mình tu mà gia đình của mình nó không êm thấm, tại sao mình tu mà gia đình mình không có lối sống thư thái. Mình cứ lục được, tại vì mình có đi chùa, mình có lạy Phật, mình có phát tâm cúng dường. Nhưng lại đây không phải là mặc áo chắp tay cúi xuống là lại, mà cái lòng thành kính của mình nó phát sanh. Cung kính bất chi phụng mạng. Cung kính không phải là cái chính, mà phụng mạng là nghe và thực hiện theo mới là cái tốt. Nhưng mình có làm được không? Làm được không? Cho nên từ cái chỗ đó mình cứ đặt tại sao, tại sao. Đó thì nhà sư mong các Phật tử mỗi ngày cái cuộc sống nó thu hẹp lại,
cái sự biến động của thế giới nó không có còn trong phạm trù của một nước mà là của toàn cầu, không có riêng ai cả. Đó mà chúng ta phải thấy vấn đề này. Đức Phật Ngài nói chỉ cần khi mình ăn cơm, chỉ cần trước khi mình đi ngủ vân vân, mình nhập tâm vào từ bi quán, tức là cái mình quán lòng từ của mình, yêu thương thân này, chăm sóc và luôn luôn nuôi dưỡng thân này bằng những cái tinh khí tốt, và mình cầu nguyện cho mọi người trong cái thế giới này giống được như mình, A Di Đà Phật, là công đức nó tác động. Tại vì cái năng lượng nó có khả năng tỏa, nó làm cho cái môi trường, cái sinh khí của con người nó đánh tan đi những cái vọng đục của nó. Thì nhà sư mong các Phật tử là phải thấy được cái vấn đề này. Hôm nay mà mình đi học là cả một cái vấn đề của những cái cơn dịch nó qua. Đó mà mình được tồn tại, mình được có cơm ăn áo mặc, nói chung mọi cái để mình đi học được như vậy là một sự may mắn. Đó, nếu mà cái quả đất này thật sự những cái nước lớn nó sử dụng với nhau những cái vũ khí một quỷ diệt, thì mình cũng sanh về ở cái cõi khác, nó lành, nó thiện hơn, nó có cái cõi để mình về. Hôm nay là thưa với quý vị, khắp các nơi trên thế giới các thầy đều xuống hết. Có những vị mà họ xuống từ những cái hành tinh quả tinh. Bây giờ hiện giờ ở bên Mỹ, tức là cái thành phố Atlanta của Georgia, cái tiểu bang, có cô bé năm nay có 14 tuổi. Thưa với quý vị, 14 tuổi mà cô bé giỏi, nói thạo, viết thạo, giỏi 20 thứ tiếng. Cô nói tiếng Việt Nam sắc sảo. Người ta tưởng là cô ở Việt Nam, cô là người Mỹ, cha Mỹ, mẹ Mỹ luôn, mà nói tiếng Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, tiếng gì cô cũng rành. Khiếp không quý vị? Đó, thì thưa với quý vị rằng, làm sao mà mình tu tập mà ngài Di Lặc xuất hiện dáng phàm mà mình phát hiện được? Đó, những gì mà thưa với quý vị là không phải là không có, nó sẽ có. Lúc đó chúng ta còn tồn tại hay không là cái chuyện đó, là nghiệp lực của mỗi con người, nó không nằm ở trong áo gạo cơm tiền, không nằm còn cái đó. Thì mong các Phật tử nỗ lực cố gắng tu. Đó là thôi nghĩ.
bạn Diệu Hồng. Xin đại chúng đọc trong lòng.